vừa mới rút một khoản, nay là rút tiếp. Rốt cuộc ổng định rút bao nhiêu cho cậu ta đi chứ? Có chuyện gì mà bà gọi tôi về gấp vậy? Ông ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi hỏi ông, người trong hình này là ai mà dạo này hở một chút là ông đi gặp, còn nói dối với tôi là đi gặp anh Sơn nữa? Thì ra bà cho người theo dõi tôi đó hả? Chứ sao nữa? Tại vì ông thường xuyên nói dối vợ con, dạo gần đây còn rút một khoản tiền lớn, rồi còn đi coi nhà nữa. Rốt cuộc là ông tính làm cái gì vậy hả ông Mao? Tôi cũng không còn giấu bà chi. Người trong tấm hình này là thằng Dũng, là con riêng của tôi. Cái gì? Ông có con riêng? Tôi muốn cho bà biết là tôi không có lừa dối bà. Trước khi cưới bà đó, tôi đã gặp mẹ thằng Dũng trước, rồi tôi chia tay. Tôi cũng không biết mình có đứa con như ngày hôm nay. Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi sẽ nhận lại con mình. Tôi không đồng ý. Ủa, nó là con tôi. Tôi nhận lại con tôi, có cái gì sai đâu mà bà không đồng ý? Tại sao tôi phải đồng ý chứ? Tôi nói cho ông biết, tôi mới là người vợ hợp pháp và duy nhất của ông. Bây giờ ông thử đặt ông vào vị trí của tôi đi. Chồng mình, một người đã từng chung sống với mình hơn 50 năm, bất ngờ một ngày về nói với mình là đã từng chung sống với người đàn bà khác, rồi có một đứa con riêng. Thử hỏi ông có thể chấp nhận được hay không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không có làm gì có lỗi với bà hết á. Tôi đã quen mẹ thằng Dũng trước khi tôi cưới bà, mà tôi cũng không biết là tôi đã có một đứa con, nhưng mà nó là máu mủ của tôi. Sao tôi có thể làm ngơ mà không nhận lại con tôi được chứ? Tôi có phải là con người không? Tôi không cần biết. Tóm lại là tôi không đồng ý, và không bao giờ để cậu ta bước chân vô cái nhà này đâu. Má, ba đâu rồi? Ông đi đâu từ sáng giờ má có biết đâu. Ông nội mới nhắn con, nói là bọn đòi nợ đánh ba. Ông nội tới trả tiền rồi, kêu con về chăm sóc cho ba nè. Ủa, sáng giờ đâu có thấy ai tới đòi nợ đâu con. Có khi nào thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Khóa máy luôn rồi. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Có chuyện gì vậy con? Con nói má nghe đi. Con cũng có biết chuyện gì đâu, nhưng mà con biết chắc chắn là có chuyện. Có bao giờ mà không để cho nhà mình yên đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả con? Thôi, má đừng có lo. Chuyện của ổng, má để con lo cho. Má vô nấu cơm đi. Dạ con nghe mẹ. Quang hả? Con đã về thành phố chưa? Mẹ có việc muốn bàn với con. Dạ con mới đi công tác về, còn đang ở công ty. Mẹ có gấp không? Mẹ đến công ty hay là con về nhà gặp mẹ? Con cứ ở công ty đi, mẹ sẽ tới liền. Mẹ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ nói con nghe đi, có chuyện gì vậy? Quang à, lần này con phải đứng về phía mẹ. Con hứa với mẹ đi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng phải đứng về phía mẹ, hứa đi Quang. Dạ 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 con hứa, con lúc nào cũng đứng về phía mẹ mà. Mà có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con nghe đi. Ba con có con riêng. Ba con có con riêng hả mẹ? Mẹ có nhầm lẫn gì không? Ba sao mà có con riêng được hả mẹ? Làm sao mà nhầm lẫn được chứ? Là chính miệng ba con thú nhận với mẹ đó. Con riêng của ổng là ba của thằng Khôi, bạn của thằng Quân nhà mình. Anh Dũng ba của Khôi hả mẹ? Không thể nào có chuyện đó được. Con không tin. Để con gọi cho ba. Không cần gọi đâu. Đây nè, con xem đi.
ba con đã đi gặp gia đình bên đó. Họ nhận nhau từ lúc nào mẹ không biết. Nhưng mà gần đây ba con đã rút mấy khoản tiền lớn đưa cho họ. Mới đây ba con còn đang tìm mua nhà nữa. Mà khi mẹ gặng hỏi, ba con mới nói cho mẹ biết thằng Dũng chính là con của ông với bà Lệ, người yêu cũ năm xưa. Rồi bây giờ mẹ tính sao? Mẹ không biết tính sao. Nhưng mà mẹ nhất định không để cho thằng con Quang đó bước chân vô nhà mình đâu. Quang à, lần này con phải đứng về phía mẹ. Con hứa với mẹ đi, con phải đứng về phía mẹ được không Quang? Dạ. Ôi, xui vô quỷ vậy. Quắc. Nóng quá, ra ngoài cho mát. Bà đứng lại đó. Hôm nay bọn đòi nợ tới tìm ba phải không? Sao mày biết? Ông nội có nhắn cho con. Ông nội nói là đã trả tiền cho ba hết rồi. Ông nội còn nói kêu con về chăm sóc cho ba, tại vì ba bị bọn đòi nợ đánh bầm dập hết cả người. Vết thương đâu rồi ba? Đây nè. Đó là vết thương đó hả? Tao lừa ổng á. Rồi sao? Tại sao ba làm như vậy hả ba? Ba đưa tiền đây, con trả cho ông nội. Tiền đâu đưa nữa, quýnh bài thua hết rồi. Ba là chứng nào thật đấy nữa rồi. Quay, 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 quay. Mày ơi, ấy trời ơi, bà đứng lại, còn nó bà đứng lại, mày đừng có vậy nha, mày đứng lại đó, quay, bà đứng lại, mày, bà mẹ mày, mày đứng lại đó coi, mày đứng lại đó cho tao, mày đứng lại đó, ê, động khẩu chứ không được động thủ nha, mày đứng đó đi, rồi mày muốn nói cái gì mày nói, ba làm việc mà ba không chịu suy nghĩ sâu xa gì hết vậy, ông nội vẫn chưa nhận lại ba. Ba làm như vậy, nếu như ông nội biết được là ba lừa gạt ông nội để lấy tiền đi cờ bạc, thì thử hỏi mọi chuyện như thế nào hả? Nhỏ nhỏ thôi, má mày biết rồi sao? Má ra ngoài rồi. Thôi vậy đi. Không có dễ gì mà biết đâu mày ơi. Tao kêu tụi giang hồ hả, diễn nhiệt tình, đánh như thiệt vậy đó. Không, dễ dầu gì mà không phát hiện ra. Con nói cho ba biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ của ba thôi, ông nội có thể mướn người điều tra ba. Tới lúc đó chuyện gì cũng có thể lòi ra hết đó ba. Chưa kể còn bà Dân nữa. Chuyện ba với ông nội nhận lại, con dám chắc với ba là bà sẽ không bao giờ đồng ý. Ba có biết con không được vào công ty Minh Quang chính là do bà không? Bây giờ nếu như bà phát hiện ra ba lừa gạt ông nội lấy tiền đi cờ bạc, ba hỏi đi, bà có để cho ba con mình vào công ty Minh Quang hay không? Ông nội còn tin tưởng ba được nữa hay không? Sao ba hành động không bàn bạc gì với con hết vậy? Ba làm như vậy là hư hết mọi kế hoạch của con rồi. Ấy, vậy đời tao hả? Con chỉ nói cho ba biết cái sai của ba là ở đâu thôi. Nếu gia đình mình không được nhìn nhận, đó là lỗi của ba hết. Mày, thằng mất dạy. Mày đúng mày ngon lắm hả? Dạy đời ba mày hả? Trong con thời gian